Quá đây, nhìn này. Ơi, ơi. Hai đây. Thằng kia. Đi đi bảo. Bảo đi, cái quê nào. Kiểu chị, đây, lên trước là những cái lái xe ở đây. Đó, ở dưới nguyên đấy. Đây quên nào. Ở dưới này. Bốn mươi. À. Chị chưa ơi. Kẹp béo ơi. Tốt rồi, kẹp xe. Nay không xe xe nhé, nhớ chưa? Nằm yên đấy, ngoan nhé. Rốt bắt đầu xe xe rồi à? Rốt. Rốt. Lại xe xe à? Nhìn mặt nờ đơ nờ đơ. Rất lãi thì chảy. Rất lãi chảy đấy mồm. Rồi đẹp trai rồi. Nào. Quê mưa, kim chi vừa về cái là đi tè ngay này. Thôi đi nơi nào, bắn. Đây. Cà rốt nó cất. Lên lên xe này cà rốt lại say xe. Cà rốt say xe. Ok, thế này, vừa phê nó phá. Không được phùi hoa dập liễu thế. Hoa, cánh hoa. Nào, đi. Đấy, nào, cà rốt, kim chi đây. Về đây, ngắm cái áo đi. Ơ, cà rốt nào. Kim chi. Nào, đánh một trận rồi, đi. Về nó định nhoi nhoi xuống ao làm gì. Cà rốt nữa, đến đây. Củ cái, đi về nào, vào trong nhà. Xong rồi, kim chi, cà rốt, đây nè. Cà rốt, thật kìa. Ê. Bọn mày vi điên à? Mày làm gì đấy? Vừa về nó xuống ăn gì đấy? Hả? Đi.
có thằng chi với cà rốt nhỉ, sao đi đây đi, ok bạn vào xuống nhà đi vào nhà nè cho gì à hả đi hả. Mày hư lắm rồi nhá. Cái thằng này nữa. Thấy con mẹ mày nhảy xuống ao là cũng xuống là sao? Hả? Ơi! Lên mơ! Cà rốt lên đây, kim chi, lên đây, nhẹ nhàng không? Không, không xuống nữa. Nào nào đi lên mơ. Mới tắm trong này hôm qua xong. Úi giời, nó nghịch chứ cái giặc. Quá rồi đây, nhìn này. Ơi, ơi, hai đây. Thằng kia, đi đi bờ. Tao vừa bảo rồi, bao lần rồi. Cà rốt, mày không lanh à? Đi lên bờ nhanh. Úi giời ơi, vượt. Bao này, tao mới tắm trong này hôm qua xong. Còn kim chi nữa. Cô cái ngoan này mà, trời thì mưa gió hết. Phỉ. Úi hoàng tượng. Cà rốt, chèm. Đứng yên đấy. Kim chi, úi hoàng tượng nhanh. Úi hoàng tượng. Đứng yên đấy. Ai dạy mày cái thói đấy à? Đứng yên. Kim chi, úi hoàng tượng. Nhanh. Chèm đây. Kim chi, chèm lên. Chèm lên. Úi hoàng tượng. Úi hoàng tượng. Nhanh, đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Bực cả mình. Trời thì mưa. Vừa về quê nhảy xuống ao. Thật ghê đó. Ai dạy mày cái thói đấy? Hả? Ai dạy mày cái thói đấy hả? Đứng yên đấy. Quần áo thì mới giặt. Kịp chi. Áo này mới giặt, người thì mới tắm xong. Trời thì lạnh, mưa. Ngồi xuống. Mày lại định nấc cấc. Định nhảy xuống ao tiếp đấy à? Hả? Kiều Chi, cà rốt đến đây tắm nào. Đây, ngồi xuống. Ngồi. Kiều Chi ngồi xuống. Cà rốt ngồi. Cà rốt đến đây. Đến đây ngồi xuống à? Cà rốt đến đây. Ngồi xuống. Ngồi. Hư lắm rồi. Nào. Tắm. Mới tắm hôm qua xong, nay lại phải tắm. Quần áo mới giặt cho xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.